giờ coi nha, đừng nói quá nha con. Con lấy tờ giấy A4 đi. Một tờ giấy A4 tờ thôi. Cho mấy tờ con ơi. Cho hai tờ rồi. Đó vô đó là hai tờ. Rồi. Chiếc đôi lại. Chiếc đôi lại có. Ừ, chiếc đôi nè, canh theo viền vậy nè, canh viền vậy nè. Thấy không nè. Ừ, chiếc đôi lại. Chiếc đôi lại vậy hả? Ừ. Vút chút không? Canh cho đều mới được. Quên. Này canh này cho đều nè, canh giữa đầu nè, chiếc cho đều nè. Má này chiếc cho đều phải không? Ừ. Đều chưa? Đều rồi. Đùi đều đâu nhìn nè, hai góc nè, nhìn nè. Nè. Nhìn kỹ nè. Nè đè hai góc nè, đều không? Đều vuốt ở đây nè, vuốt ở đây một cái. Rồi đầu này nữa, canh đầu này cho đều cái nữa. Vuốt ở đây một cái. Rồi, cầm này hai đầu kéo. Đó. Tay vuốt nè, vuốt nè, vuốt, vuốt nè. Ừ, đè mạnh xuống. Ừ, ừ vậy đó. Sao nữa? Rồi. Được hai này phải không? Dạ. Rồi. Cầm này nè. Ừ. Xếp ở đây nè. Cầm này. Xếp góc nè. Ừ, xếp góc. Xếp ở đây. Xếp cho vuông góc đây nè, đụng mí dưới đây nè. Dạ. Nè. Đụng mí này hả? Ừ, cho vuông góc á. Ừ. Ừ. Chưa vuông nè. Nè, chưa tới chưa? Chưa nè, này chưa góc nè. Xếp lên chút nữa. Chưa nè, góc này vuông nè, thấy không, nó bằng cái này nè, hai cái này bằng nhau nè. Ừ. Nó bằng nhìn nè, đè xuống rồi đó, đè này xuống rồi bỏ ở đây, lật ngược lật qua đây lại rồi tấm này cũng vậy nữa. Nè sát góc lúc nãy á, sát góc này hả? Ừ. Nó có đều chưa? Nhìn này nó có đều chưa? Nè, chưa đều nè. Ừ. Kéo một chút nữa. Nè, cái này đụng đụng này nè. Đụng này đó hả? Nè, hai này nè, nó đều phải không? Dạ. Rồi, đè xuống. Ừ. Rồi, dãy này lên. Bung này lên lại. Bung phải bung vậy, bung này nè. Nè, bung ra lại, này, ốp vô lại, đó. Ừ. Nó đều rồi đó. Nè. Rồi. Nè, xếp lại. Xếp lại em như lá hừng à. Ừ. Nghe không? Ừ. Xếp cho canh đều hai góc nè, nè, góc này nè. Ừ. Bên đây nè, hai góc nè, đụng mí nè. Đụng mí nào? Nè, nè đụng mí nè, nè nè nè, nhìn nè, nó đụng mí đây nè, góc nè, nè. Nè, thấy không? Hai góc nó đụng mí nè. Đây sai rồi, đây không được. Đây nè, kéo chút nữa. Nó. Chút nữa. Chút nữa. Rồi, đè xuống kéo, đẩy, nè, khoan. Làm lần này ngang. Rồi xong mình đè xuống cho nó lại. Rồi, nè. Rồi, ốp góc này vô. Nè vô. Không phải. Ốp góc nghiêng nè. Từ đây nè, ốp góc nghiêng vô góc đụng đây nè, cái mí này đụng đụng cái lằn lằn giữa nè. Khoan nguyên từ từ mới. Nè. Đụng lằn giữa nè. Ừ. Chưa? Còn đây cái nữa. Cái đụng cho đụng chưa? Ừ. Đụng rồi đè xuống, đè này kéo xuống. Vuốt lại tranh đều. Tranh nào? Chưa từ từ. Tranh nữa chăng? Từ từ để chút. Ừ. Ít chấp hành đó ai nè. Ừ. Sao nữa? Rồi bẻ cái này lên. Bẻ cái góc này nè, góc góc nãy dư nữa nè. Ừ.
à, bẻ lên. Vậy đó. Ừ. Đè này xuống, đè mấy cái này xuống cho nó thấy. Tay vuốt, nó tay vuốt vậy nè, lấy ngón tay, đầu ngón tay vuốt vậy nè. Mẹ ngón tay vuốt, đầu ngón tay vuốt vậy nè. Ừ, nhúc mạnh, đè mạnh vuốt. Này cũng vậy nè. Rồi, xếp đôi lại. Ừ. Đâu cha, cha bỏ này ra thôi. Này nè, xếp gì nè. Nè, nó. À. Thấy chưa? Dạ. Và đè tiếp. Chưa? Nè, được rồi nè, gần, gần được cái quai nè. Đâu? Ừ. Đâu đi. Ừ, này cũng được rồi nè. Bay rồi con? Chưa, một chút. Ừ. Rồi, nè, bẻ, bẻ cánh. Bẻ cánh cho đẹp thẳng nha. Ừ. Từ góc đây nè. Cho nó bằng này nè Nguyên. Ừ. Vuông góc nè, cho đều này nè. Dạ. Nè. Nhìn nè, nó bằng dưới đây, bằng cái mặt dưới đây nè. Dạ. Cha bằng chứ cha, cũng con bằng chưa? Nhìn kỹ cái nè, chưa tưởng tượng đề kìa. Nè thấy không nè, mặt lại bằng dưới đây nè. Cứ con bằng rồi. Đâu được coi. Dạ. Đâu được coi. Ừ, cái bằng này nè nó, đè xuống. Cái này nó ai hổ. Ừ. Và con cọp luôn. Rồi tiếp tục bệnh đây. Đo cho bằng nha. Dạ. Nghe được chưa? Chưa có bằng nè. Con nhìn sai nè, nên nè, cái đầu này nè. Cái đầu này nè. Ừ. Nó phải đề bằng nha, bằng cái này nè. Ừ. Còn nó xếp bằng cái đầu mà vuốt, vuốt như thế nào luôn nè. Nè. Đó. Đó. Vuốt lại. Ừ. Bay được không? Chưa, chút bay, chút xếp 2 3 cái mình cho săn mình bay. Ủa 4 cái hả? Hai cái thôi, người hai cái thôi, thử bay xa hơn. Nào bay gần đi lụm. Ok. Không không. Mình phải vẽ. Vẽ gì đây? Cho vẽ. Không biết vẽ đâu. Dạ. Con biết vẽ không? Biết. Ừ, vẽ đi. Nè, đẹp rồi nè, thấy chưa? Dạ, con đẹp nữa nè. Ừ. Bà đợi xuống đi. Ừ. Tiếp, tiếp, tiếp. Ủa, cái này hai giấy, ba giấy rồi. Một giấy, lấy tờ nữa quên. Ừ, rồi, bắt đầu xếp. Nè, xếp đi nè. Đó, cho đều nha. Canh nó hay góc nè, canh canh hay góc trên đây nè. Ừ. Ủa con đều nè. Đây chưa đều nè, đều phải đầu luôn. Được chưa? Ừ, đằng đều đó, coi chưa đều nè, xếp lại. Anh đều rồi, có con đều rồi. Bên đây hả? Chưa, chưa đều mà. Đều rồi. Nè, nhìn kỹ cái đều chưa nè, hai góc đều chưa? Chưa. Đều xong mới xếp phải đè này nè, đè hai góc lại. Chưa nè. Nhìn nè, nhìn cho chỉ cho làm. Ừ, rồi. Bẻ hai góc nè, vuốt. À, con biết rồi, biết rồi. Ừ. Rồi, vuốt mạnh chưa? Rồi. Rồi bắt đầu làm, nãy tới đâu rồi. Rồi bắt đầu xếp hai góc lại. Bự không? Ừ. Nghe chưa? Đều nè, nhìn nè, nhìn đấy nè. Hai đầu nè. Vậy nó về quên chưa Nguyễn? Ừ, đều dưới góc đó, vuốt. Ừ, gì đó. Ừ. Cho buông ra cha. Ừ. Rồi đặt qua đây không? Ừ. Vớt cái đầu. Rồi, tiếp tục. Nó kịp không? Ừ. Đều nghe, canh cho đều nghe. Ừ. Nghiêng lát con bay không được quá Nguyên. Dạ. Không xếp không được quá. Lát bay, ai bay, bay gần đi lụm nha. Ok. Ok. Rồi. Sao nữa? Gỡ ra hả? Ừ. Rồi, cảm ơn cha. Ai đây đây. Rồi, bịch này xuống. Ừ. Đụng hai mí nè, phải xếp vậy. Nè nè, góc này nè, cái góc góc xếp nãy nè. Có đụng này nè. Dạ phải không? Không phải vậy. Nè, góc xếp nãy không nè. Góc xếp lần nãy nè, nó đụng mí ở đây nè. Góc xếp này nữa, nhìn cái góc xếp này nè. Ừ. Chắc lên chút, nè nó đụng mí nè. Ừ, vậy đó. Chắc chịu cái vai nè. Ừ, rồi.
là mới xẻo hay rồi, chỗ này chưa đụng mấy. Rồi đè đè xuống cái tay, hai ngón tay nè, hai ngón tay nè, đè cho nên nè, kéo ra cho nó có lằn đó. Rồi tiếp tục. Thẳng nha. Con làm gì vậy? Cái đầu này nè, cái đầu trong đây nè, phải đụng mí trong đây nè, mí lằn lằn giữa nè. Dạ. Phải đụng cái lằn giữa. Nuốt hả? Ừ. Đây nè. Bên đây cũng vậy nữa. Hai nó đụng nhau, rồi kéo xuống. Có tới này không? Ừ, ừ, bẻ nó lên. Sao nữa? Bẻ lên chưa? Rồi. Đó, bẻ lên này, nó gọt ra, rồi bung ra. Nè, cầm, hai tay cầm vậy nè. Bẻ lại. Bẻ lại. Bẻ ngược, ngược lại. Ừ, bẻ vậy đó, đó. Thấy chưa? Rồi làm cái cánh. Cái cánh ship sao? Ship tao đều nha. Cái cánh ship này nè. Nó canh canh đầu này, nó bằng đầu này nè. Cho nó đều cái cánh. Con trong đó. Con xong chưa? Xong rồi. Ba được không nè? Con hỏi ba. Chưa, đợi chút.